Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Tin rúng động Trung Quốc chiều hôm qua, bất ngờ Hải quân của Nga phóng tên lửa lửa bắn chìm 3 tàu Trung Quốc ở Biển Đông về bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi hôm qua, vào lúc 16 giờ Việt Nam, trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ dữ dội giữa Hải quân của Nga và Hải quân phía Trung Quốc. Theo ghi nhận ban đầu cho biết, cuộc đụng độ trên đã làm cho ít nhất 3 tàu của phía Trung Quốc bị đánh chìm xuống đáy Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra, khi mà Bắc Kinh cho một đội tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng tấn công một con tàu chở dầu thuộc tập đoàn Rosneft của Nga khi một tàu này đang di chuyển qua eo biển Malacca, gần với cả đất nước Indonesia. Theo tờ báo Moskva Check dẫn lời một vị chỉ huy thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, Đô đốc Uhakov cho biết vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm kia, khi chúng tôi đang cho hải quân tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa, bắn phá các mục tiêu chống khủng bố và cướp biển thì nhận được một tin báo khẩn cấp từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết tại vùng Biển Đông, nơi tiếp giáp giữa Indonesia và Singapore, một tàu chở dầu cỡ lớn thuộc tập đoàn khai thác dầu khí của Nga có tên là Rosneft đang bị một nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc bao vây, hòng đe dọa bắt nạt không cho tàu hàng của phía chúng tôi di chuyển qua eo biển Malacca. Thông tin ban đầu cho biết, nhóm tàu phía Trung Quốc gồm một tàu mang phù hiệu cảnh sát biển Bắc Kinh, một tàu sân bay có tên là Sơn Đông, 4 tàu do thám, 2 tàu chiến mang theo máy bay J-15 và tên lửa đã lao ra ngăn chặn đòi khám xét và bắt con tàu chở hàng của phía chúng tôi dừng lại. Trên loa phóng thanh, phía tàu của Trung Quốc còn phát đi thông báo nếu tàu chở dầu của chúng tôi không cho dừng lại để khám xét, kiểm tra thì hải quân của Bắc Kinh sẽ cho phun vòi rồng, thậm chí có thể đánh sập hoặc đốt cháy. Và khi nhận được tin cấp báo đó, hạm đội Biển Đen Nga đã ngay lập tức điều gấp 2 tàu ngầm Kilo đang tuần tra ở ngoài Biển Đông, 4 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường, vô số máy bay trinh sát và ném bom di chuyển gấp tới vị trí nơi được cho là đang xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa. Vị chỉ huy hạm đội đen của Nga còn nói tiếp chúng tôi chưa kịp di chuyển vào phía bên trong eo biển của Malacca thì đã bị một nhóm tàu do thám của phía Trung Quốc mai phục ở vòng ngoài, bí mật cho bắn đạn thật, tấn công lực lượng hải quân của chúng tôi và ngay sau đó hai bên đã xảy ra cuộc đối đầu hết sức căng thẳng với một đội hình lớn mạnh và được trang bị vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất trên thế giới. Hạm đội Biển Đen của chúng tôi đã quyết định cho tàu ngầm phóng 3 quả ngư lôi, đồng thời cho tàu chiến phóng 6 quả tên lửa. Cùng lúc đó là máy bay của chúng tôi đã cho dội bom và chỉ mất chưa đầy 10 phút, 3 tàu của phía Trung Quốc đã bị bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy của Biển Đông khi mà liên tục trúng tên lửa ngư lôi của hải quân. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sau khi phát hiện nhóm tàu do thám phục kích ở vòng ngoài bị bắn cháy, phía Trung Quốc đã vội vã cho toàn bộ tàu thuyền ở vòng trong rút quân tẩu thoát về một căn cứ quân sự trên hòn đảo nhân tạo mà phía Bắc Kinh đang cho xây dựng trái phép gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các nhà quan sát cho biết tiếp hạm đội Biển Đen của Nga đúng là quá uy lực và mạnh mẽ khi chỉ mất một thời gian rất ngắn đã đánh cho nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc tan tành. Thưa quý vị, được biết, tàu chở dầu cỡ lớn trên Biển Đông của tập đoàn Rosneft của Nga không chỉ nổi tiếng ở Moscow mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới khi tập đoàn Rosneft này liên tục xếp top 1 về sản lượng khai thác dầu khí. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, hiện tại tập đoàn Rosneft của Nga đang hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn quốc gia dầu khí của Việt Nam tại vùng biển của Việt Nam và việc hạm đội Biển Đen Moscow bắn cháy 3 tàu của phía Trung Quốc cũng được coi là đang bảo vệ Việt Nam. Tờ báo của Jakarta còn cho biết thêm, hiện tại thì Tổng thống Widodo của Indonesia cũng đang muốn mời chính quyền Tổng thống ông Putin và tập đoàn Rosneft này sang hợp tác khai thác dầu khí với cả Indonesia tại vùng biển Natuna, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đấu súng giữa hải quân Indonesia và phía Trung Quốc, bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình đang nhòm ngó và muốn sở hữu xâm chiếm vùng biển Natuna này về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á đang có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới tại vùng biển này. Các nước như Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Philippines và Brunei được cho là đang có những mỏ khí có trữ lượng hàng tỷ mét khối và đó chính là những miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc đang thèm muốn, đang muốn sở hữu và muốn chiếm đóng. Đó là những lý do mà trong thời gian dài vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình liên tục điều tàu khu trục, điều tàu chiến mang theo vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm các nước trong khu vực Đông Nam Á hòng chiếm lĩnh các mỏ dầu khí nói trên. Các nhà nghiên cứu về Biển Đông khuyên các nước phải hết sức cảnh giác với phía Bắc Kinh cũng như phải kết hợp chặt chẽ với nhau để đẩy lùi những cái mối nguy hiểm, những cái âm mưu thôn tính Biển Đông từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Các nước trong khu vực cũng kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Nga hãy ra tay trừng trị thói hung hăng ngang tàn,
bành trướng của phía Trung Quốc để trở lại êm đềm cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có rất nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bị mất lòng tin đối với các nước trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Ý kiến cho rằng Trung Quốc đã mất hết lòng tin khi những vụ lùm xùm của dự án vành đai và con đường bị đổ bể, tiếp đến là hàng loạt các dự án lớn như cầu, cống, điện, đường trường, trạm, nhất là dự án dầu khí Bắc Kinh cũng luôn có những nhà thầu yếu kém đội vốn và không hoàn thành tiến độ như những lời hứa của các nhà thầu Trung Quốc khi mà dự thầu. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã mất đi lòng tin, không được các nước trong khu vực tin tưởng. Ngoài ra, Bắc Kinh luôn muốn thôn tính khi cho hải quân của nước mình sử dụng vũ lực để ép các nước trong khu vực phải nghe theo phía Trung Quốc. Điều đó đã làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình mất đi rất nhiều cơ hội hợp tác khai thác dầu khí làm ăn với các nước xung quanh mình. Và bây giờ thì hầu như các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Rosneft của Nga, tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia đã và đang hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam, Indonesia và một số nước trong khu vực, ngoại trừ Philippines. Điều đó đã làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình không hài lòng và luôn tỏ ra ghen tị. Chính vì lẽ đó mà Bắc Kinh đã bí mật sử dụng tàu thuyền liên tục tiến ra ngoài Biển Đông để quấy nhiễu, quấy phá, ngăn cản các tàu chở dầu các tập đoàn dầu khí của phương Tây hợp tác làm ăn với cả khối ASEAN. Theo các nhà phân tích cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá sai lầm khi đi gây hấn, gây gổ với cả Mỹ, Nga và một số nước được cho là không những lớn mạnh về kinh tế mà cả quân sự họ cũng đang đứng top đầu của thế giới. Chính vì lẽ đó mà hôm qua Bắc Kinh đã phải trả một cái giá được cho là rất đắt khi mà hạm đội Biển Đen của Nga bắn cháy 3 tàu do thám để dằn mặt chính quyền Bắc Kinh, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi bị bắn cháy 3 tàu do thám ở ngoài Biển Đông, một số quan chức trong chính phủ Trung Quốc đang tỏ ra hết sức tức giận và họ nói rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch để trả đũa Nga. Tuy nhiên, Moscow vừa cho biết các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, tên lửa thuộc hạm đội đen của Nga luôn sẵn sàng chiến đấu. Hải quân của Moscow đã được đặt trong trạng thái báo động nếu như phía Trung Quốc phản đòn, đặt trong trạng Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Mưa xối xả liên tục tại thành phố Ba Chung, tỉnh Tứ Xuyên kể từ hôm thứ Sáu đến nay đã khiến 33 người trong thành phố thiệt mạng, 10 người mất tích và khoảng 1,32 triệu người bị ảnh hưởng. Hôm nay, 320.000 người đã được di rời khẩn cấp ở 3 quận và 1 quận của thành phố Ba Chung. Đây là trận lụt lớn nhất ở huyện Bình Xương kể từ năm 1847. Mưa lớn đã bắt đầu rơi ở Tứ Xuyên vào tối ngày thứ Sáu, mực nước sông Khúc Giang, sông Bạch Hà và một số phụ lưu dâng cao. Phóng viên của chúng tôi đã liên lạc với một người bị mắc kẹt ở thị trấn Bạch Y, huyện Bình Xương vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật. Anh ấy cùng với hơn 30 người khác đã bị mắc kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang từ 9 giờ sáng. Anh Trương ở thị trấn Bạch Y, huyện Bình Xương cho biết mọi người vẫn đang chờ được giải cứu. Anh Trương cho biết có 4 hoặc 5 đứa trẻ và một em bé. Bây giờ chúng tôi đang ở trong một trung tâm y tế cũ, một ngôi nhà bỏ hoang. Nó tương đối cao, thực tế là bữa trưa chúng tôi chưa ăn gì cả. Người dân cho biết phố cổ Bạch Y bị ngập tới 3 hoặc 4 tầng và về cơ bản tất cả các ngôi nhà đều bị ngập. Theo tiểu blog của phóng viên Thời báo Bắc Kinh, cảnh sát từ văn phòng quận Bá Trung, Bá Châu đã gửi một bức thư riêng nói rằng con đường đến huyện Bình Xương đã bị chia cắt và không có đủ thuyền xung kích để cứu trợ. Anh Trường nói vẫn chưa có giải cứu, vẫn còn một số gia đình không kịp sơ tán nên bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình và những ngôi nhà bị mắc kẹt đã bị ngập lụt. Bây giờ thì không chắc chắn liệu họ có khả năng sống sót hay không, bởi vì có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Một người Tứ Xuyên làm việc tại Bắc Kinh đã gọi điện cầu cứu giới truyền thông từ trưa ngày Chủ nhật. Mẹ, vợ cùng các con anh và hơn 20 người bị mắc kẹt trên nóc một tòa nhà trên đường Tân Nam, thị trấn Hán Thủy và có thể sập bất cứ lúc nào. Anh ấy đã gọi điện cho đồn cảnh sát và cảnh sát nói rằng có quá nhiều người bị ngập lụt và không thể giải cứu được. Khi anh cầu cứu báo chí một lần nữa, đã 8 giờ trôi qua, điện thoại của mẹ anh không còn nữa. Anh đã gửi ảnh của hai đứa trẻ với hy vọng được giải cứu. Chúng tôi ở đây hy vọng rằng tất cả những người bị lũ lụt bao vây sẽ được giải cứu an toàn. Kính thưa quý vị, sông Hoài Hà ở miền đông Trung Quốc bị ngập lụt có nguy cơ vỡ bờ bao, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Lũ lụt nghiêm trọng đã tấn công khoảng một nửa Trung Quốc vào mùa hè này, giết chết hàng trăm người trong mùa mưa nguy hiểm nhất trong lịch sử gần đây. Thiên tai, chủ yếu là lũ lụt đã giết chết hơn 800 người trong năm nay.
Gần đây, mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Vân Nam. Chính quyền đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 4 vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ Năm. Từ ngày thứ Năm đến Chủ nhật, lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và lở núi đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam và Hồng Hà, Chiêu Thông, Lâm Thương, Đức Hồng, Phổ Nhĩ và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đến nay, hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Điều này được hiểu rằng lũ lụt hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Mưa lớn và lũ lụt gần đây ở Trùng Khánh và Sơn Đông đã ảnh hưởng đến hơn 6,8 triệu người và khiến 74 người thiệt mạng. Lượng mưa lớn quét qua toàn bộ tỉnh Sơn Đông từ Tây sang Đông gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, trong đó Tế Nam và Thanh Đảo bị thiệt hại nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến công tác kiểm soát lũ ở tỉnh Sơn Đông bị thắt chặt. Tính đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tổng số 13 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước giới hạn trong mùa lũ và 6 trong số hồ đã mở cổng xả lũ. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã thông báo rằng các tuyến kè dọc theo sông Hoài Hà đã bị ngập trong nước dâng cao trong thứ Sáu, sẽ trải qua một cuộc thử nghiệm lớn. Và tình hình kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt ở sông Hoài Hà vẫn còn rất nghiêm trọng. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy, do mực nước dòng chính sông Hoài Hà liên tục dâng cao trong thời gian dài đã làm suy yếu khả năng chống lũ của kè, nguy cơ sạt lở bờ kè ngày càng cao. Tính đến 15 giờ chiều ngày thứ Bảy, tổng cộng 517 đoạn kè nguy hiểm đã xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà thuộc tỉnh An Huy, tăng 15 đoạn so với ngày hôm trước. Tất cả các đoạn kè có nguy cơ nguy hiểm đã được xử lý một cách hiệu quả. Các dự báo cho biết mưa lớn sẽ tiếp diễn ở phần lớn Trung Quốc vào cuối tuần này, bao gồm lưu vực sông Hoài Hà. Hơn 1 triệu người đã phải sơ tán ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô do sông Hoài Hà xả lũ, hiện chưa có thương vong nào được báo cáo. Người phụ trách văn phòng lãnh đạo phòng chống lũ lụt và hạn hán của Bộ Nông nghiệp cho biết, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp đã khẩn trương phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai sản xuất nông nghiệp cho 7 tỉnh bị hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, bao gồm Cát Lâm, Liêu Ninh, Giang Tô, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hà Nam với hơn 50 triệu nhân dân tệ. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trong 2 tuần qua đã khiến gần 600 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc cho biết, Quảng Tây đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn và mực nước sông ở một số khu vực dâng cao nhanh chóng. Trong số đó, thành phố Ngô Châu, thành phố Hướng Bình và các quận như Triệu Bình, Nam Bình và Tương Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước sông Tây Giang ở thành phố Vũ Châu đã vượt quá mực nước cao nhất năm 1998. Tuần qua, Huệ Châu, Thiểu Quan, Thanh Viễn, Hà Nguyên và những nơi khác ở tỉnh Quảng Đông có mưa xối xả đến mưa to, 400 năm mới có một lần mưa lớn cục bộ. Do mưa lớn liên tục, dòng chảy lũ ở lưu vực sông Tây Giang đã đạt mức tối đa kể từ năm 1998. Nhiều nơi ở thành phố Ngô Châu, Tây Giang bị ngập vài mét, đỉnh lũ đang tiến về tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, khu vực trung tâm Giang Tây, khu vực phía nam tỉnh Chiết Giang và khu vực phía bắc tỉnh Phúc Kiến lần lượt có mưa lớn gây ra thiên tai nghiêm trọng. Trong tuần qua, 6 tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây bị lũ lụt khiến ít nhất 97 người thiệt mạng và 41 người mất tích. 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 1,5 triệu người ở những khu vực này buộc phải di rời khẩn cấp và dân số bị ảnh hưởng lên tới 16,68 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 11 tỷ nhân dân tệ. Trong 2 tuần qua, số người chết vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc đã lên tới 536 người. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt ở Trung Quốc năm nay lên tới 20,5 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mái những ngôi nhà dọc sông Tây Giang bị ngập và người dân chỉ có thể di chuyển lên tầng trên cùng của tòa nhà cao tầng hoặc khu đất cao. Hiện thành phố Ngô Châu chưa có thống kê chính xác về số người chết, nhưng theo người dân địa phương, do nhiều người già không chịu ra khỏi nhà nên ước tính những người già này đã tử vong. Mực nước sông Tây Giang hiện đang đạt mức cao nhất trong 200 năm qua và vẫn đang tiếp tục tăng. Do sông Tây Giang là dòng chính của sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông đã đưa ra kế hoạch ứng phó cấp 1 để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trên sông Tây Bắc. Tại tỉnh Phúc Kiến, ít nhất 50 người thiệt mạng và 18 người mất tích do lũ ở sông Mân Giang. Một chiếc xe buýt ở tỉnh Phúc Kiến bị nước lũ cuốn trôi. Dịch vụ đường sắt Bắc Kinh-Cửu Long từ Bắc Kinh đến Hồng Kông đã bị gián đoạn do lở đất ở tỉnh Quảng Đông. Cục đường sắt Quảng Đông tuyên bố rằng không thể nối lại hoạt động của đường sắt Bắc Kinh-Cửu Long ở tỉnh Quảng Đông trong tương lai gần. Mỗi mùa hè đến, lũ lụt và hạn hán đồng loạt xảy ra ở Trung Quốc, trong khi lũ lụt ở miền Nam tràn lan, hạn hán nghiêm trọng đang lan rộng ở tỉnh An Huy, nhiệt độ ở Bắc Kinh gần 40 độ C vào thứ Năm.
lũ lụt đã tấn công một trường tiểu học ở tỉnh Hắc Long Giang trong tháng này, khiến 117 người thiệt mạng, trong đó có 105 học sinh. Một lý do quan trọng khiến lũ lụt tấn công ngôi trường này là các khu rừng xung quanh đã bị rút đi nghiêm trọng. Trong 25 năm qua, thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc là vào năm 1998. Số người chết vì lũ lụt ở miền Trung và Đông Bắc vào năm đó lên tới 4.150 người. Giới chức Trung Quốc cho biết, do mưa lớn ở phía Đông Nam, mực nước sông Tây Giang và Mân Giang dâng cao, 100.000 cư dân ở Vũ Châu, Quảng Tây đã phải sơ tán trong đêm. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, mực nước tay trắng kiểm soát sông Tây Giang chảy qua Ngô Châu, Quảng Tây đã tăng lên 25,74m vào thứ Ba, cao hơn 8m so với mức cảnh báo. Toàn bộ thành phố Ngô Châu bước vào tình trạng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Cư dân gần bờ sông đã sơ tán trong đêm, cư dân ở vùng trũng thấp vội vã đến những nơi cao hơn để sơ tán. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị yêu cầu chính quyền các cấp làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, phòng chống thiên tai địa chất, đồng thời chú trọng an toàn hồ chứa, tăng cường công tác dự báo thời tiết, hệ thống trực ban, ứng phó khẩn cấp. Tại tỉnh Quảng Tây, nơi lũ lụt được báo cáo là tồi tệ nhất, các quan chức địa phương cho biết có 24 người chết trong lũ lụt và 23 người mất tích. Tính đến sáng thứ Tư, 50.000 ngôi nhà bị hư hại, 320.000 ha cây trồng bị hư hại và thiệt hại kinh tế lên tới 1,6 tỷ nhân dân tệ. Cũng tại tỉnh Phúc Kiến, 12 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có 5 người bị chôn sống do sạt lở đất và 5 người khác đang mất tích. Tại tỉnh Quảng Đông, 10 người đã thiệt mạng và hơn 500.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã cho biết, có 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương trong tuần qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 4 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất và lở núi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 50 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở đến khu vực an toàn, hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa 301mm đã đổ xuống trong 24 giờ. Các tòa nhà bị sập và nước lũ cuốn trôi nhiều người trong khi còn đang ngủ. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu đã báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 15 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 27 người chết, 5 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác chung dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và phòng chống bệnh tật. Một ngọn núi ở làng Mao, huyện A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã sạt lở rất nghiêm trọng vào khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy, khiến hơn 141 người thuộc 46 gia đình bị chôn vùi. Có thông tin cho rằng lực lượng cứu hộ đã đào được hài cốt của 6 nạn nhân và một người sống sót. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và những người khác đã ra lệnh nỗ lực hết sức để cứu người, ngăn chặn thảm họa thứ cấp và tái định cư cho các nạn nhân. Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ từ các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang, dân quân, xây dựng giao thông, cứu hộ mỏ và cứu hộ y tế ở các khu vực lân cận Tứ Xuyên, cũng như 153 công cụ, máy móc và phương tiện đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và chú ý đến việc cứu hộ trong vòng 72 giờ. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết vào cuối buổi sáng thứ Bảy rằng, theo thống kê sơ bộ, vụ lở đất đã khiến 46 hộ gia đình bị vùi lấp, 141 người mất liên lạc và chặn một đoạn sông dài 2 km và hơn 1.600 mét đường bị lấp. Địa chỉ cụ thể xảy ra vụ lở núi ở làng Simo, thị trấn Điểm Tây, huyện Mao Xian. Vụ sập núi còn khiến đoạn sông dài 2 km bị tắc nghẽn. Cảnh sát vũ trang cứu hộ có mặt tại hiện trường nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng số người bị chôn vùi chính xác vẫn đang được xác minh vì các học sinh đang ở nhà trong kỳ nghỉ và ngôi làng có dân số đông, ước tính khoảng 100 đến 200 người. Ngôi làng nơi xảy ra vụ lở đất là một điểm thu hút khách du lịch và không loại trừ khách du lịch cũng là những nạn nhân trong vụ lở đất này. Huyện Mao là một trong 10 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Trận động đất ở Vân Xuyên đã khiến 70% đến 80% ngôi nhà nông thôn ở huyện Mao bị sập và giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Vào năm 2014 và năm 2015, tại huyện Mao cũng đã xảy ra sạt lở đất.
Điền Tây, huyện Mao đã trải qua những thảm họa địa chất nghiêm trọng trong lịch sử. Điền Tây, Hải Tử ở huyện Mao là một hồ chắn được hình thành bởi động đất với 7,5 độ Richter ở Điền Tây, Trung Quốc vào năm 1933, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Blog chính thức của quận A3 ở Tứ Xuyên, nơi có quận Mao cho biết, gần đây lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở quận của chúng tôi đã gây ra lở núi và lở đất nghiêm trọng một số con đường ở Mao Xian, Mã Nhĩ Khang, Tiểu Tân và các quận khác. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, từ Ban Chỉ huy Thiên tai và Dòng chảy Mảnh vụn Cam Túc Châu Cừ cho biết, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, thảm họa lũ lụt và lở đất đã giết chết 127 người và 88 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, có 1.294 người mất tích, thương vong thêm và thiệt hại tài sản vẫn chưa được xác minh. Vào khoảng 23 giờ đêm ngày hôm kia, một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống vùng núi phía đông bắc huyện Châu Cừ, khu tự trị dân tộc Quan Nhan, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất ở Vân Xuyên. Trận mưa kéo dài hơn 40 phút với cường độ mưa lớn. Lượng mưa đạt được là hơn 90mm. Một khu vực rộng khoảng 500m và dài khoảng 5km, bao gồm làng Nhạc Nguyên, thị trấn Thành Quan, huyện Thành Quan, đã bị san bằng bởi một trận lở đất trên núi. Khu vực này có gần 2.000 người sinh sống. Người ta đã tìm thấy khoảng 300 hộ gia đình bị chôn vùi do lở đất và hơn 20 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau bị phá hủy. Trận lở đất đã làm hư hại gần một nửa số tòa nhà ở khu vực này của quận và tạo thành một hồ chắn nước đã làm ngập các con đường Bình Hạ phía Bắc và phía Nam của quận. Sau trận lở đất, tỉnh Cam Túc, quận tự trị Tây Tạng Gannan và huyện Châu Cừ đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch khẩn cấp. Hơn 3.000 sĩ quan và binh sĩ PLA từ Trung đoàn Phòng thủ Hóa học và Trung đoàn Công binh của quân khu Lan Châu, hai đội quân y và hơn 1.300 sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang, 1.700 sĩ quan an ninh công cộng và lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến khu vực xảy ra lở đất tham gia cứu hộ, tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Sau những nỗ lực cứu hộ của quân đội giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang, cán bộ và chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy, cán bộ và quần chúng địa phương, hơn 680 người trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lở đất đã được giải cứu, còn 18 người bị thương nặng đang được chuyển đến các bệnh viện khác. Chính quyền địa phương cũng đã phân phát chi phí tang lễ cho gia đình các nạn nhân. Sau khi sửa chữa cơ bản đã thông tuyến một quốc lộ và hai tỉnh lộ dẫn đến vùng thiên tai, điện đô thị và thông tin di động được khôi phục một phần. Mặc dù nguồn cung cấp nước bị gián đoạn, nhưng chính quyền địa phương đã tìm được một cái giếng và sẽ cung cấp nước uống cho những người dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Trước đó, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra và gây lở đất ở huyện Châu, tỉnh Cam Túc đã gây ra thương vong nặng nề, đồng thời điện, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Bộ Đất đai và Tài nguyên đã phát động ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 1. Theo điều tra sơ bộ của nhóm chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên, ba ngôi làng bao gồm làng Tam Yến và làng Nhạc Nguyên về cơ bản đã bị phá hủy bởi thảm họa lở đất khổng lồ. 1/3 huyện Châu Cừ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng. Và khoảng 23 giờ hôm kia, huyện Châu Cừ, quận Cán Nam, tỉnh Cam Túc do mưa lớn bất ngờ gây ra thảm họa lũ lụt và lở đất lớn gây thương vong nặng nề. Sau thảm họa, các chuyên gia khẩn cấp từ Bộ Đất đai và Tài nguyên ở Cam Túc đã vội đến hiện trường lúc 4 giờ 35 phút sáng. Và lúc 10 giờ sáng cùng ngày, một nhóm chuyên gia từ Bộ Đất đai và Tài nguyên đã vội vã đến khu vực thảm họa từ Bắc Kinh. Hiện tại, hơn 20 chuyên gia thuộc đợt chuyên gia đầu tiên của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ. Theo điều tra sơ bộ của nhóm chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên, thảm họa lở đất xảy ra ở Tam Yến Đầu Câu và Lạc Gia Đầu Câu ở Bắc Sơn, huyện Châu Cừ. Và đó là một vụ lở đất nhất. Dòng mảnh vụn đã cuốn trôi khoảng 1,8 triệu mét khối vật chất rắn ở miệng mương, trong đó làng Tam Yến, làng Nhạc Nguyên và làng Xuân Trường về cơ bản đã bị phá hủy. 1/3 huyện Châu Cừ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 50.000 người. Hiện tại, khu vực giữa của quận Bách Long Giang đã bị bồi lấp bởi dòng chảy mảnh vụn và nước sông cao hơn bờ kè khoảng 3 mét. Tầng đầu tiên của các tòa nhà dọc theo con sông trong quận đã bị bao phủ bởi đất và đá. Khu vực Bắc Sơn, trường học và những nơi khác đã tích tụ nước và trầm tích với độ dày từ 2 đến 3 mét. Nhóm chuyên gia đề nghị rằng những người dọc theo bờ hạ lưu của đoạn Châu Cừ của sông Bách Long nên được sơ tán càng sớm càng tốt. Những người trong khu vực thiên tai nên được giải cứu, các hồ chắn đã hình thành nên được xử lý kịp thời, chuyển hướng cấp nước thượng nguồn để giảm áp lực cho các hồ chắn. Được biết, nhóm chuyên gia thứ hai của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã lên đường đến địa điểm xảy ra thảm họa và dự kiến sẽ đến vào đêm ngày mai. Cục Đo đạc và Bản đồ Quốc gia đã khẩn trương cung cấp bản đồ địa lý của khu vực thiên tai cho các bộ phận liên quan.
Trung tâm Viễn thám và Khảo sát Địa vật lý Hàng không của Bộ Đất đai và Tài nguyên đang phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đẩy mạnh việc giải thích dữ liệu ảnh hàng không và đánh giá thảm họa, cố gắng cung cấp thông tin thảm họa thực sự và đáng tin cậy để cứu trợ thiên tai trong thời gian ngắn nhất có thể. Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp kế hoạch cứu hộ, đã huy động 1.180 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội phòng cháy chữa cháy Công an Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Ninh Hạ cùng hơn 4.000 bộ thiết bị cứu hộ, chẳng hạn như máy dò sự sống, thuyền xung kích và thuyền cao su đến khu vực thiên tai để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt. Giám đốc Trần Vệ Minh của Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, Chính ủy Tạ Mạn Uyển và Phó Chính ủy Doãn Tuấn Thạch được giao nhiệm vụ và chỉ huy bởi Trung tâm Chỉ huy của Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Tính đến 19 giờ tối ngày hôm qua, cán bộ chiến sĩ Công an Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 58 người bị mắc kẹt. Được biết, Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an đã triển khai 450 cán bộ chiến sĩ cứu hỏa thuộc các đội Phòng cháy chữa cháy Công an Cam Túc, Tứ Xuyên và Thiểm Tây tập kết, ứng trực, sẵn sàng lao đến khu vực xảy ra thiên tai bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, ở Đại Trại và Vĩnh Lạc, làng Đại Trại, thị trấn Cương Vũ, huyện Quảng Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, do mưa lớn nhiều ngày và sạt lở đất đã chôn sống rất nhiều người. Theo thống kê sơ bộ, có 38 hộ dân và 107 dân làng bị mắc kẹt do lở đất bị vùi lấp. Sau khi điều tra thêm, 99 dân làng từ 37 hộ gia đình đã bị chôn vùi. Một người dân thoát nạn đã cung cấp danh sách một số người bị chôn vùi. Danh sách cho thấy những người bị chôn vùi gồm 30 em nhỏ đang học tiểu học, hầu hết là các em nhỏ. Tin tức trực tuyến cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn tại chỗ của thảm họa địa chất ở quận tự trị Quảng Lĩnh vẫn đang được tiến hành. Hơn 700 sĩ quan và binh sĩ từ 12 đội cứu hộ đã làm việc luân phiên với 26 máy móc lớn. Đến 19 giờ cùng ngày đã tìm thấy tổng cộng 42 thi thể nạn nhân, hiện còn 57 người mất tích. Theo người phụ trách Ban dân vận tỉnh, 952 người thuộc 244 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai địa chất đã được tái định cư, trong đó có 179 hộ dân với 705 nhân khẩu tại khu tái định cư tập trung số 1 của nhà máy điện Quang Quang. Điểm tái định cư tập trung số 2 là 102 người thuộc 37 hộ dân thuộc trường tiểu học thôn Mao Cao Bình. Tổng số hộ tái định cư tập trung là 216 hộ với 807 nhân khẩu, 28 hộ với 145 nhân khẩu nằm rải rác. Hiện tại, việc cung cấp vật liệu trong khu vực thiên tai là bình thường và hơn 1.000 người ở các khu tái định cư tạm thời đã có được thức ăn, quần áo, nhà ở tạm thời, các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cũng như các biện pháp an ninh. Đến nay đã phân phát 652 giường gấp, 1.838 chăn bông cứu trợ thiên tai, 1.058 bộ quần áo, 4,85 tấn gạo ăn, 672 thùng mì gói, 326 hộp thực phẩm, 1.919 phần nước suối và 338 phần đồ uống. Những người ở vùng bị thiên tai đến thăm người thân và bạn bè có thể được trợ cấp 20 nhân dân tệ mỗi người một ngày. Khu tái định cư tập trung thứ 3 cho đồng bào vùng thiên tai mới thành lập đang trong quá trình sửa chữa, cấp điện nước, dự kiến sau khi đáp ứng được các điều kiện sinh hoạt sẽ đưa vào sử dụng. Nhân viên Trang của đội cứu hỏa quận A3 thuộc đội cứu hỏa Tứ Xuyên cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên rằng một người sống sót đã được giải cứu vào khoảng 8 giờ 20 phút, khoảng 50 tuổi. Người phụ nữ vẫn tỉnh khi được giải cứu và đã được đưa đi cấp cứu. Người phụ nữ đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát gần 20 giờ khi được giải cứu. Sĩ quan Giang cho biết một người lính tham gia cứu hộ động đất Yushu đã đi sâu vào đống đổ nát và giải cứu người phụ nữ bằng các dụng cụ chuyên nghiệp và máy đào cầm tay. Cùng lúc đó, hai hoặc ba thi thể đã được trục vớt. Được biết, Sở Cứu hỏa Tứ Xuyên đã cử 3 đội cứu hộ với tổng số 199 người và 16 phương tiện cứu hộ. Từ tối ngày hôm kia đến sáng sớm ngày hôm qua, lượng mưa lớn đã xảy ra ở huyện Châu Cử, quận Gan Nan, tỉnh Cam Túc, gây ra thảm họa lở đất. Hiện tại, thảm họa đã khiến 127 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mất tích. Sông Hoài Hà ở Trung Quốc tiếp tục lũ lụt và hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó An Huy là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các cơ quan chính phủ đã cảnh báo rằng mực nước sông Hoài đã tăng trở lại và bờ kè một lần nữa có thể vỡ bất cứ lúc nào. Để đối mặt với đỉnh lũ sắp tới và đảm bảo an toàn cho kè sông Hoài Hà, chính quyền đã điều động hơn 30.000 bộ đội ngày đêm ra cố bờ kè. Một bí thư chi bộ thôn ở tỉnh An Huy bị cách chức vì bỏ chức vụ khi đang chống lũ. China Daily đưa tin ít nhất 403 người thiệt mạng và 105 người mất tích do lũ lụt và lở đất trong những ngày gần đây. 3,17 triệu người đã được chính quyền sơ tán.
Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính đến thứ Hai, sông Hoài Hà đã phải hứng chịu lũ lụt lớn khiến 20,42 triệu người bị ảnh hưởng. 71.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 12 tỷ nhân dân tệ. Reuters đưa tin trận lũ tồi tệ nhất ở khu vực Hoài Hà trong nửa thế kỷ qua, mưa lớn xảy ra ở tỉnh An Huy gây lũ quét sập nhà, vỡ đập, cuốn trôi đường xá, ao hồ và các cơ sở hạ tầng khác, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về mùa màng. Tại quận Thái Hồ, hai nữ dân làng thiệt mạng và 56 người khác bị thương khi nhà của họ bị sập. Sông Hoài Hà chảy qua 4 tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông, lưu vực có mật độ dân số cao, đồng thời là vùng sản xuất nông sản và cơ sở năng lượng quan trọng của Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, ở Trung Quốc sẽ có một trận mưa lớn diện rộng và lưu vực sông Hoài Hà là khu vực có lượng mưa chính. Tình hình lũ lụt của sông Dương Tử cũng rất nghiêm trọng. Tại tỉnh Hồ Bắc, kể từ mùa lũ đến nay, tỉnh này đã hứng chịu 5 đợt mưa bão nghiêm trọng, làm ít nhất 68 người chết và 25 người mất tích, 41.700 ngôi nhà bị sập do thiên tai và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,8 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh đã áp dụng các biện pháp như bỏ trống nhà ở công cộng, mượn nhà ở tư nhân và dựng lều tạm thời, đồng thời nhanh chóng di chuyển và tái định cư cho hơn 400.000 người bị ảnh hưởng. Lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng đang tiếp tục diễn ra. Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phát động phản ứng khẩn cấp và cử nhân viên đến các khu vực bị thiên tai ở Hà Nam và Hồ Bắc để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời đỉnh lũ sông Hoài Hà tràn vào hạ lưu hồ Hồng Trạch vào sáng sớm Chủ nhật. Cục Phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tô đã huy động 200.000 người đóng quân ở tuyến đầu để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê khi dòng lũ chảy qua đây. Theo thống kê mới nhất, tổng dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc là gần 9,96 triệu người và hơn 430.000 người cần tái định cư khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ở tỉnh Hồ Bắc do thiên tai lên tới 1,332 tỷ nhân dân tệ. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ An Hàn Quốc gia, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc lên tới 66 triệu người. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và An Hán tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến ngày thứ Bảy, 970 trong số 5.838 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá mực nước giới hạn lũ từ 0,59m đến 4,17m. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Phụ Dương, tỉnh An Huy vào thứ Sáu tuần trước để thị sát việc xả lũ của sông Hoài Hà. Ông Lý Khắc Cường cho rằng mùa lũ chính của đất nước mới bắt đầu, cần tăng cường lãnh đạo, huy động mọi lực lượng làm tốt công tác phòng chống lũ lụt năm nay. Đầu năm nay, chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến thời tiết ở Trung Quốc năm nay trở nên tồi tệ hơn so với thập kỷ trước. Theo dự báo thời tiết, sẽ có nhiều mưa và mùa mưa trong vài tháng tới. Theo số liệu chính thức được công bố, lũ lụt và bão ở Trung Quốc vào năm ngoái đã làm cho 2.704 người thiệt mạng. Năm nay mới bước vào đầu mùa lũ và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 76 người thiệt mạng và 13 người mất tích. Đồng thời dự báo thời tiết cho biết, trong 3 ngày tới, Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Ba, tổng số người bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã lên tới 13,56 triệu người. Cho đến nay, lũ lụt đã buộc gần 800.000 người phải di rời, 480.000 hecta đất nông nghiệp bị sập, 69.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4,7 tỷ nhân dân tệ. Tình hình thiên tai ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu đã ổn định vào hôm thứ Ba. Nhưng tình hình thiên tai ở các tỉnh Giang Tây và Quảng Đông vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy trong 3 ngày tới sẽ có mưa lớn ở phía Tây và Nam Vân Nam, Nam Quý Châu, Nam Trung Quốc, Trung và Nam Giang Nam. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo lượng mưa lớn này kèm theo dông lốc ngắn ngày và gió giật mạnh có thể gây lũ lụt đô thị, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở núi, thậm chí là sét đánh. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia của Trung Quốc yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho các trận lũ lớn, kịp thời di chuyển người dân khỏi các khu vực bị lũ lụt đe dọa và chú ý đến các thảm họa có thể xảy ra như lũ lụt, lũ quét và lở đất. Bắt đầu từ đầu tuần trước đã có mưa lớn và mưa xối xả ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc, đồng thời xảy ra lũ lụt và lở đất ở các mức độ khác nhau ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến. Các cơ quan ban ngành của 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam cho biết do ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất nên có nhiều thương vong. Bộ Nội vụ đã đưa ra một phản ứng cứu hộ 4 cấp đối với các thảm họa lần lượt ở Quảng Đông, Giang Tây và Quý Châu. Lý Quốc Anh, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc,
trước đó đã cảnh báo rằng năm nay Trung Quốc sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc. Và thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao, hạn hán, bão và mưa lớn sẽ nhiều hơn bình thường. Kính thưa quý vị khán giả, khi đỉnh lũ kéo dài một tuần mới rút đi ở Tây Nam Trung Quốc, hàng ngàn cư dân bắt đầu đối phó với hậu quả của lũ lụt. Lũ lụt đã giết chết 172 người. Dù đỉnh lũ hung dữ cuối cùng cũng đã qua, nhưng trận lũ thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là trăm năm mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Hình ảnh từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cho thấy nhiều thị trấn ngập lụt vẫn bị chôn vùi trong lớp phù sa dày sau khi nước rút. Những cây lớn và cột điện đổ ngổn ngang giữa đống đổ nát. Phóng viên Trung Quốc của BBC cho biết lũ lụt khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa và hơn 10.000 người bị ốm hoặc bị thương. Mặc dù lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã bắt đầu rút, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để bù đắp những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hội chữ thập đỏ đã cảnh báo rằng do số lượng người bị thương cao và tình trạng thiếu nước sạch ở nhiều khu vực, các bệnh truyền nhiễm như kết lị và dịch tả có thể dễ dàng lây lan. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc, đỉnh lũ lớn nhất trong năm trên dòng chính sông Dương Tử đi qua Nghi Xương, Hồ Bắc vào lúc 3 giờ sáng thứ Tư và tiến vào miền Trung đông dân cư của Trung Quốc. Theo báo cáo, mực nước đỉnh lũ lần này cao tới 54,36m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,36m. Mực nước này là mực nước sông Dương Tử cao nhất trong 20 năm qua. Đập Tam Hiệp ở thượng nguồn Nghi Xương vẫn trong tình trạng báo động cao. Các quan chức cho biết lưu lượng nước chảy qua đập hiện nay gấp đôi lưu lượng bình thường. Ngoài ra, theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong một hoặc hai ngày tới, mưa ở lưu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ suy yếu rõ rệt. Một số khu vực phía Nam và Tây Bắc Vân Nam vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to, sẽ có mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và miền Đông Giang Nam trong những ngày tới. Còn tại Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng đã xảy ra một trận lở đất khiến 34 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất do mưa lớn ở một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, 22 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi một trận lở bùn lớn do mưa lớn ập vào một ngôi làng nhỏ có tên là Hà Bá ở khu vực Cam Túc của tỉnh Tứ Xuyên. Ở một quận khác gần đó, đá rơi làm lật một chiếc xe buýt làm 12 người thiệt mạng. Thời gian qua, mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Hơn 3.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1.300 ha đất canh tác bị hư hại và một tuyến đường cao tốc dài 4 km bị hư hỏng. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Sáu rằng hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Tại Trùng Khánh lân cận, tổng cộng 15 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương do lũ lụt, sét đánh và các tai nạn khác, 112.000 người buộc phải sơ tán. Hôm thứ Tư, một trường tiểu học ở Trùng Khánh bị sét đánh khiến 10 học sinh thiệt mạng và hơn 40 giáo viên và học sinh khác bị thương. Trích dẫn dữ liệu từ chính quyền địa phương Trùng Khánh, Tân Hoa Xã đưa tin thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa gây ra lên tới 573 triệu nhân dân tệ, khoảng 73,5 triệu đô la Mỹ. Ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, có ít nhất 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 3 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 59 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở đến khu vực an toàn, hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa 268,6mm đã trút xuống trong 24 giờ, gây ra lũ quét, khiến nhiều người đã bị lũ cuốn trôi. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 14 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 26 người chết, 15 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác do Bộ Nội vụ chỉ huy để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, mưa lớn liên tục đã khiến sông Ngô Giang 70 năm mới xảy ra lũ lụt.
từ hôm thứ Ba đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 26 người chết và 4 người mất tích do mưa lớn. Theo thống kê, từ 19 giờ tối ngày thứ Ba đến 7 giờ sáng ngày thứ Tư, trên địa bàn tỉnh có 314 trạm có lượng mưa vượt quá 80mm và 103 trạm có lượng mưa vượt quá 150mm. Trong đó, trạm có lượng mưa lớn nhất là trạm Thiên Kình 299mm, thị trấn Đoạn Phần, thành phố Đài Sơn, thành phố Giang Môn là 235mm. Vào lúc 0 giờ đêm ngày thứ Tư, mực nước đỉnh lũ xuất hiện tại trạm Ngô Giang, Lạc Dương là 92,12m, cao hơn mực nước cảnh báo 4,92m. Lưu lượng dòng chảy tương ứng là 5.300 m3 trên giây, gần bằng mức lũ lụt 70 năm một lần. Thành phố Lệ Giang bị ngập lụt và 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Mực nước đỉnh lũ là 95,48m đã xuất hiện tại trạm Liên Giang, Liên Huyền, cao hơn mực nước cảnh báo 4,48m. Ngoài ra, vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, mực nước của ga Tây Giang Vũ Châu, ga Đức Khánh và ga Thiều Quan Bắc Kinh, nhà ga Ưng Đức và ga Thanh Nguyên đều vượt quá mức nước cảnh báo. Hiện tại, mức nước sông Ngô Giang đã bắt đầu giảm dần. Kể từ hôm thứ Ba tuần trước đến nay, 20 người chết và 4 người mất tích ở Quảng Đông do mưa lớn, bao gồm 14 người ở Thâm Quyến, 2 người ở Thiều Quan, 2 người ở Hà Nguyên, 1 người ở Thanh Viễn và 1 người ở Thiều Quan. Tính đến chiều ngày thứ Tư, mưa bão và lũ lụt liên tục đã khiến 17 thành phố ở Quảng Đông với dân số 2,22 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau và 20 người chết, giao thông ở một số khu vực bị gián đoạn. Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông, lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư, từ hơn 20 ngày qua, hầu hết các khu vực của Quảng Đông liên tục hứng chịu lượng mưa lớn gấp nhiều lần. Có 5 điểm mưa vượt 1.000mm, 424 điểm mưa vượt 500mm, diện tích mưa 53.000 km2. Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra các mức độ thiệt hại khác nhau ở các vùng của Quảng Đông. Theo thống kê của Tổng cục Phòng thủ tỉnh Quảng Đông, tính đến ngày thứ Tư, ngoài Sán Đầu, Sán Vệ, Triều Châu và Yết Dương ở phía đông Quảng Đông, 17 thành phố trên cấp quận, 60 huyện và 459 thị trấn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dân số 2,22 triệu người bị ảnh hưởng và 20 người chết. Các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Quảng Đông là Thiều Quan, Mậu Danh và Dương Giang, gần 100.000 dân thành phố Lạc Dương, Thiều Quan cần di rời. Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Quảng Đông đã khẩn trương điều động lữ đoàn 3 thuộc đội thuyền nhẹ dân quân phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh, mang theo 10 thuyền xung kích đến thành phố Lạc Dương để thực hiện nhiệm vụ di rời mọi người. Theo Hoàng Bạch Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông kiêm Giám đốc Cục Bảo vệ Nguồn nước tỉnh, theo dự báo thủy văn, trạm thủy văn Tây Giang – Cao Giao sẽ có lưu lượng tối đa 49.000 m3 mỗi giây vào ngày thứ Năm, xảy ra một lần trong hơn 30 năm. Nếu lượng mưa tiếp tục lớn, rất có thể xảy ra lũ lớn ở sông Tây Giang. Cùng với lượng mưa lớn liên tục ở Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh và khu vực khác, lượng xả lũ ở thượng nguồn đã tăng lên, dẫn đến áp lực kiểm soát lũ ở Đông và Bắc sông Quảng Đông tăng lên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, các sông vừa và nhỏ ở vùng núi phía Bắc Quảng Đông sẽ lên xuống mạnh. Các sông ven biển bị thủy triều cản trở, thoát nước kém, đê bao sẽ bị tràn, sạt lở sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Tỉnh ủy Quảng Đông và chính quyền tỉnh rất coi trọng tình hình lũ lụt và công tác phòng chống lũ lụt hiện nay, đồng thời yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở Quảng Đông và các ban ngành liên quan làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai và làm mọi việc có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông đã cử 6 tổ công tác đến Dương Giang, Thiều Quan và các khu vực bị thiên tai khác để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt. Đến chiều ngày thứ Tư, tổng cộng 123.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, trong đó có 78.000 người từ thành phố Lạc Dương. Hiện tại, không có mối nguy hiểm hoặc tai nạn lớn nào ở các hồ chứa và các con sông lớn ở tỉnh Quảng Đông. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, vào lúc 18 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Anh Đức trên dòng chính của sông Bắc Giang là 29,46m, cao hơn 3,46m so với mực nước cảnh báo. Mực nước tại trạm Lạc Dương trên sông Ngô Giang là 91,77m, cao hơn mực nước cảnh báo 4,57m. Mực nước tại ga huyện Giang Liên là 94,81m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,81m. Theo dự báo thủy văn, lưu lượng tại ga Ngô Giang Lạc Dương sẽ đạt 5.800 m3 mỗi giây vào đêm muộn ngày thứ Ba, gần với sự kiện 70 năm mới có một lần, nhiều hơn một lần trong hơn 30 năm.
theo chính quyền thành phố Lạc Dương, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Tính đến chiều ngày thứ Ba, tổng cộng 14 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, với hơn 8.000 hectare hoa màu bị ngập lụt, 53 ngôi nhà bị sập và 23 vụ sạt lở đất khiến tỉnh lộ 247, 248 và giao thông trên 15 tuyến đường giao thông nông thôn bị gián đoạn, 30 hồ chứa ở Sơn Đường bị hư hại, 28 công trình thủy điện bị hư hại và hơn 38.000 người phải di chuyển. Sau thảm họa, Thành ủy Lạc Dương và chính quyền thành phố đã hành động nhanh chóng và ban hành thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các thị trấn, tiểu khu, văn phòng và các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức để ngăn chặn lũ lụt và đảm bảo an toàn trong lũ lụt. Sáng ngày thứ Ba, Bí thư Thành ủy Lạc Dương Hà Duy Thanh, thị trưởng Lý An Bình và các quan chức liên quan vội vã đến bờ sông Vu Giang để kiểm tra tình hình lũ lụt và nghiên cứu triển khai, đồng thời đưa ra kế hoạch khẩn cấp cấp 2 để phòng chống lũ lụt đô thị ở thành phố Lạc Dương và tổ chức nhân sự để sơ tán những người bị mắc kẹt. Tình hình chống lũ ở Quảng Đông đang rất nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh yêu cầu đảm bảo không để thủy điện hồ chứa bị sập. Theo thông tin về thảm họa mưa lớn do Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông báo cáo vào ngày thứ Bảy, lượng mưa lớn liên tục đã khiến tổng cộng 1,5 triệu người ở 7 thành phố, bao gồm cả Hà Nguyên bị ảnh hưởng. Theo thống kê, từ một tuần qua, 7 thành phố, 19 quận và 177 thị trấn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Hà Nguyên, Huệ Châu, Sán Vĩ, Trung Sơn, Dương Giang, Mậu Danh và Vân Phù, có 150,691 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng đã làm 1.532 ngôi nhà bị sập, 87,473 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Do thiên tai, 156 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ phải đóng cửa, 17 đường cao tốc bị gián đoạn, 258,875 km nền đường bị phá hủy, 26,3 km đường dây tải điện bị hư hỏng, 12 hồ chứa nhỏ, 294 kè và một nhà máy điện bị hư hại. Trước đó, phía Tây Quảng Đông tiếp tục có mưa lớn từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày thứ Hai. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở ranh giới phía Bắc thị trấn Bắc Giới, thành phố Tân Di, Mậu Danh với lượng mưa 183,5mm. Mưa xối xả tập trung đã gây ra lũ quét ở thành phố Tân Di, ảnh hưởng đến 19 thị trấn, gây ra 368 vụ lở đất, 186 đường bị sập và 156 ngôi nhà bị sập. Một vụ lở đất ở thành phố Tân Di đã giết chết 11 người. Sau thiên tai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai khẩn cấp, cử các tổ công tác xuống vùng thiên tai chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Tổng cộng hơn 5.500 cán bộ cứu trợ thiên tai đã được điều động, 2.500 người được di rời và tái định cư, 83 tình huống nguy hiểm đã được đưa ra xử lý kịp thời. Hiện tại, mưa ở thành phố Tân Di đã yếu đi và nước lũ trên núi đã giảm bớt. Theo Cục Thủy văn Quảng Đông, từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, có mưa to đến rất to ở một số khu vực của Thanh Viễn, Mậu Danh, Triệu Khánh và các thành phố khác ở Quảng Đông. Toàn tỉnh có 122 trạm thủy văn có lượng mưa lớn vượt quá 70mm, 22 trạm thủy văn có lượng mưa lớn vượt quá 150mm, trong đó trạm Thiên Tân ở thị trấn Nghiêu An, thành phố Liên Châu, Thanh Nguyên có lượng mưa lớn nhất là đạt 344mm. Hôm Chủ nhật, tình trạng nước của các con sông chính ở tỉnh Quảng Đông ổn định và không vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số 32 hồ chứa quy mô lớn quan trọng nhất của tỉnh được kiểm soát, chỉ có hồ chứa Hợp Thủy hiện đang xả lũ và còn lại chưa phát hiện có hiện tượng vượt giới hạn lũ. Theo phân tích của Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, trong vài ngày tới, luồng không khí ấm ẩm Tây Nam hoạt động mạnh, rãnh áp cao hoạt động mạnh, vành đai mây mưa lớn áp sát về phía Nam vào Quảng Đông và mưa sẽ tăng trở lại ở hầu hết tỉnh Quảng Đông. Từ ngày Chủ nhật đến thứ Hai, Thiệu Quan, Thanh Nguyên, Triệu Khánh, Vân Phù và Mậu Danh có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ ở Hạ Nguyên, Trạm Giang và phía Bắc của đồng bằng Châu Giang có mưa vừa đến mưa to, các thành phố khác và các quận có mưa rào hoặc dông. Ngày thứ Ba, hầu hết các vùng thuộc tỉnh Quảng Đông có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa rất to. Mưa xối xả liên tục cũng đã ập đến Trùng Khánh, khiến gần 260.000 người ở 6 quận, huyện của thành phố bị ảnh hưởng. Theo tin tức từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trùng Khánh, mưa lớn đã đổ xuống 9 quận và huyện của Trùng Khánh. Mưa lớn đổ xuống Ô Long với lượng mưa tại khu vực lớn nhất lên tới 214,9mm. Theo các báo cáo, trong 2 ngày qua, Trùng Khánh thường có mưa từ nhẹ đến trung bình và mưa to đến rất to đã đổ xuống khu vực trung tâm và đông nam của Trùng Khánh. Quận Tây Sơn và Trường Thọ và 9 quận khác có mưa lớn đã đổ xuống và lượng mưa lớn nhất ở Hữu Dương là 199,9mm. Mưa lớn đã đổ xuống quận U Long và lượng mưa hàng ngày tại ga Kết Long lên tới 214,9mm.
Theo giám sát của Cục Thủy văn, lượng mưa liên tục và xả lũ từ các hồ chứa thượng nguồn không ảnh hưởng đến tiềm năng nước của sông Dương Tử và sông Gia Lăng ở Trùng Khánh. Hai sông không xảy ra lũ lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn ở phía đông nam, sông Ngô Giang sẽ trải qua quá trình xả lũ. Theo Cục Thủy văn, mực nước đỉnh lũ tại trạm Ngu Long đạt 179,14m từ 23 giờ đêm ngày thứ Bảy đến sáng sớm hôm sau của ngày Chủ nhật, tăng khoảng 4,4m so với 8 giờ sáng ngày hôm trước. Theo thống kê, trận mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở 6 quận huyện của thành phố với dân số 253.800 người, diện tích hoa màu là 13,4 nghìn hecta, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 21 triệu nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 6 giờ 16 phút sáng Chủ nhật. Theo thông tin về tình hình lũ lụt, Văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt và hạn hán thành phố Hàng Châu đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3. Trụ sở kiểm soát lũ lụt khu vực đô thị thành phố đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 và Kiến Đức và Thuận An đã đưa ra một ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu nhắc nhở, do ảnh hưởng bởi sự di chuyển về phía đông của vùng mưa lớn, Hàng Châu sẽ tiếp tục có mưa to và mưa lớn cục bộ từ ngày đến đêm và ngày mai. Được biết, quá trình mưa bắt đầu từ chiều 3 ngày trước đó, tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình toàn thành phố là 142,1mm, trong số đó Thuận An 181,5mm, Kiến Đức 179,8mm. Trạm hồ chứa Thuận An thành phố Hồng Kỳ, lượng mưa tối đa là 261,5mm. Trạm Công Thần Kiều Lượng mưa tối đa là 181mm, có 41 trạm lượng mưa của thành phố vượt quá 100mm. Theo phân tích của Phó Giám đốc Đài Khí tượng Trung ương Trần Đào, lượng mưa lớn ở miền Nam năm nay đến sớm và duy trì ổn định trong thời gian dài ở miền Nam Trung Quốc. Điều này có liên quan đến hệ thống áp thấp hoạt động mạnh ở phía Bắc. Quá trình mưa lũ đợt này thể hiện 3 đặc điểm nổi bật. Một là biên độ mưa rộng, cường độ lớn, thời gian kéo dài. Thứ hai là lũ đến nhanh, lên nhanh và có cường độ lớn. Thứ ba là phạm vi thiên tai rộng, thiên tai nghiêm trọng, tổn thất lớn. Trước ngày Chủ nhật, vành đai mưa chính của Trung Quốc nằm ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và phần phía đông của lưu vực Tứ Xuyên, Quý Châu và Nam Vân Nam. Sau đó, vành đai mưa chính sẽ di chuyển về phía Bắc. Đài quan sát khí tượng Trung ương thông báo rằng, từ ngày thứ Năm, khu vực phía Nam sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn mới từ Tây sang Đông. Sự chồng chất của đợt mưa lớn này với quá trình mưa lớn kéo dài liên tục vào cuối tháng 4 vừa qua sẽ càng làm tăng thêm sức tàn phá của lũ và làm cho tình hình phòng chống lũ của cả nước càng thêm gay gắt. Công tác phòng chống lũ lụt quốc gia bước vào thời điểm quan trọng. Kể từ mùa lũ, các vùng phía Tây Nam và phía Đông của đất nước, miền Nam Trung Quốc, Giang Nam và các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến đã trải qua những trận mưa lớn đến rất to. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt ở trên mức cảnh báo ở một số dòng chính và nhánh của sông Dương Tử, sông Châu Giang, sông Tây Giang, sông Dân Giang và các lưu vực sông khác. Hiện tại, mưa lớn đã tấn công 23 tỉnh trên cả nước với hơn 41 triệu người bị ảnh hưởng. Hơn 245 người chết và mất tích, hơn 122.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế 29 tỷ nhân dân tệ. Người phụ trách Văn phòng Quốc phòng cho biết, sau trận lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc vào cuối tháng 4, kể từ ngày thứ Bảy vừa qua, lưu vực sông Dương Tử và sông Châu Giang có lượng mưa lớn hơn từ Tây sang Đông, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Trong đợt mưa lớn này, 14 tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đã bị lũ lụt. Qua phân tích từ cơ sở dữ liệu quan trắc được cho thấy, quá trình mưa lũ đợt này thể hiện 3 đặc điểm nổi bật. Một là biên độ mưa rộng, cường độ lớn và thời gian kéo dài. Thứ hai là lũ đến nhanh, lên nhanh và có cường độ lớn. Thứ ba là phạm vi thiên tai rộng, thiên tai nghiêm trọng, tổn thất lớn. Theo phân tích của Phó Giám đốc Đài Khí tượng Trung ương Trần Đào, lượng mưa lớn ở miền Nam năm nay đến sớm và duy trì ổn định trong thời gian dài ở miền Nam Trung Quốc. Điều này liên quan đến hệ thống áp thấp hoạt động ở phía Bắc. Từ cuối tháng 4, không khí lạnh từ phía Bắc và không khí nóng ẩm từ biển tiếp tục hội tụ về phía Nam Trung Quốc, hình thành quá trình mưa lớn liên tục. 10 ngày đầu tháng này, gió mùa Tây Nam bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, đồng thời áp cao cận nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng bắt đầu mở rộng về phía Tây và Bắc. Do ảnh hưởng bởi hai hệ thống nhiệt đới này, không khí nóng ẩm mạnh từ biển kéo dài về phía Bắc từ miền Nam Trung Quốc đến khu vực Giang Nam gây ra sự hợp lưu của không khí lạnh và ấm ở khu vực Giang Nam tạo thành mưa lớn liên tục. Vào giữa tháng này, khu vực hợp lưu của không khí lạnh và ấm sẽ di chuyển từ Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đến Nam Trung Quốc. Khu vực phía Nam sẽ có mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Ủy ban Quốc phòng nhấn mạnh, tình hình thời tiết Trung tại Trung Quốc năm nay có diễn biến khác thường. Tình hình chống lũ,
trên các sông chính không khả quan. Trước tình hình lũ lớn, Bộ Quốc phòng đã khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 4 trong ngày hôm qua. Trong vài ngày tới, công tác ứng phó khẩn cấp chống lũ liên tục được nâng cấp lên cấp độ 2, điều kiện lũ lớn là đơn đặt hàng. Khi mưa lớn và lũ lụt ập đến, nhiều nơi đã nhanh chóng triển khai công tác chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Sáng ngày hôm qua, Quảng Tây tổ chức hội nghị truyền hình khẩn cấp về phòng chống lũ lụt. Khu vực này đã cử 11 tổ công tác và nhóm chuyên gia đến tuyến đầu chống lũ và cứu hộ khẩn cấp. Hiện nay, tổng số 200.000 cán bộ và nhân dân trong vùng đã tham gia chống lũ và ứng cứu khẩn cấp. 90.000 người đã được di rời trước, 14.000 người đã được cứu hộ. Vào chiều ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo chính của Quảng Đông của tỉnh đã triển khai công việc kiểm soát lũ lụt. Trong vài ngày qua, một nhóm quân đội của quân khu Quảng Châu đã cử hơn 2.300 sĩ quan và binh lính, mang theo hơn 140 chiếc thuyền xung kích đến tuyến đầu chống lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Chỉ riêng tại hai thị trấn Đạm Thủy và Khâu Xương ở thành phố Huệ Châu, các quan chức và binh lính cứu hộ thiên tai đã khẩn trương sơ tán gần 23.000 người dân bị lũ bao vây. Trong hai ngày qua, tại huyện Dương Sóc, Quảng Tây, nơi lũ lụt nghiêm trọng, lính cứu hỏa chèo bè tre nhỏ qua lại giữa lũ và đất liền để giải cứu khách du lịch và người dân bị mắc kẹt. Sáng qua, tại một chi nhánh ngân hàng trên phố Tây, quận Lỵ, nhân viên bị mắc kẹt đã tá hỏa nhìn các chiến sĩ chỉ vào chiếc máy rút tiền ATM ngâm trong nước như thể người thân và hét lên: "Vẫn còn 600.000 tệ tiền mặt." Các quan binh lập tức tổ chức nhân sự bố trí bè tre, lính canh, khuân vác số tiền khổng lồ nhanh chóng được chuyển đi an toàn. Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa lớn mới ở khu vực Nam Bộ bắt đầu từ ngày mai sẽ kéo dài đến khoảng 4 ngày tới. Do phần lớn đất đai ở Nam Bộ đã bão hòa nước, mực nước tại các sông hồ chứa nước đang dâng nhanh, tình hình trong lũ càng trở nên gay gắt. Văn phòng Quốc phòng cho biết, hiện nay hầu hết các vùng trên cả nước đã dần bước vào mùa lũ chính vụ. Các cơ quan khí tượng thủy văn liên quan đã nhắc nhở các địa phương tập trung phòng chống, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp. Theo dự báo của Cục Khí tượng, sông Hoàng Hà có thể xảy ra lũ lớn trong mùa lũ năm nay. Khu vực mưa chính ở lưu vực sông Hoàng Hà trong mùa lũ năm nay phân bố ở khu vực bên dưới Tam Môn Hiệp. Lượng mưa cao hơn bình thường hàng năm từ 30-60%. Khu vực này chỉ bao phủ khu vực mưa lớn giữa Tam Môn Hiệp và Hoa Nguyên Khẩu trên sông Hoàng Hà. Để đối phó với mưa lũ liên tục ở phía Nam, Văn phòng Quốc phòng cho biết bước tiếp theo trước tiên sẽ là tăng cường kiểm tra, bảo vệ và cứu hộ các kè sông lớn như sông Tây Giang, sông Tương Giang và sông Cẩm Giang để đảm bảo an toàn các tuyến kè sung yếu. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường công tác điều tiết khoa học bù với các hồ chứa, phát huy vai trò của một số hồ chứa lớn trong việc cắt lũ, dịch chuyển đỉnh lũ. Thứ ba, tuân thủ nguyên tắc hướng tới con người, luôn đặt việc giảm thiểu và tránh thương vong lên hàng đầu. Theo báo cáo, nhà nước sẽ củng cố hệ thống trách nhiệm của giám đốc điều hành địa phương và thiết lập một hệ thống trách nhiệm hợp lý về an toàn hồ chứa trong mùa lũ. Trước đó 2 ngày, Bộ Quốc phòng và Bộ Giám sát đã cùng nhau thông báo danh sách những người chịu trách nhiệm chống lũ của các dự án kiểm soát lũ lớn trên cả nước. Mưa xối xả liên tục kể từ ngày đầu tuần đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở nhiều vùng khác nhau của Giang Tây và dân số bị ảnh hưởng đã tăng lên 4,17 triệu người. Trong vài ngày tới, Giang Tây sẽ có một trận mưa nữa nhưng cường độ đã yếu đi. Tỉnh Giang Tây đã điều chỉnh ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt từ cấp 2 lên cấp 3. Nhưng hàng trăm nghìn nhân viên cứu lũ vẫn đang ở tuyến đầu để ngăn lũ mới tràn về. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán tỉnh Giang Tây, theo thống kê sơ bộ, từ ngày thứ 2 đến 17 giờ chiều thứ Năm, 4,17 triệu người tại 635 thị trấn thuộc 71 huyện của tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp thiệt hại là 3,73 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng 21.000 nhân viên cứu hộ lũ lụt đã được huy động, 14.000 người đã được chuyển đi và 12.000 người đã được cứu bởi lũ lụt. Được biết, từ 2 ngày qua trên toàn tỉnh Giang Tây, chủ yếu ở phía Nam có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to, trung lưu sông Gan Giang, Trương Thủy, Công Thủy, Đào Giang và thượng lưu sông Trường Giang liên tiếp vượt mực nước cảnh báo. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ chiều tối ngày hôm kia đến ngày hôm nay, ở Giang Tây lại xuất hiện một đợt mưa rào, có nơi mưa dông lớn cục bộ. Tính đến ngày hôm nay, những trận mưa xối xả liên tục đã khiến 134 tuyến đường cao tốc ở Quảng Tây bị gián đoạn giao thông, 22 cây cầu bị hư hỏng, 469 cống bị hư hỏng, nhiều diện tích mặt đường, nền đường và công trình phòng hộ bị hư hỏng. Từ cuối tháng 4, một số khu vực của Quảng Tây đã xảy ra một đợt mưa dông tương đối lớn.
Đặc biệt, từ 2 ngày nay, Quảng Tây xảy ra mưa dông với biên độ lớn nhất, cường độ mạnh nhất, thời gian mưa kéo dài kể từ đầu mùa lũ, dẫn đến các thảm họa như sạt lở đất, lũ quét, mực nước sông dâng cao tại các con sông, cơ sở hạ tầng đường bộ ở nhiều thành phố và quận như Nam Ninh, Liễu Châu và Quế Lâm đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Kè sông Đại Đạo Sung ở thị trấn Thường Châu, huyện Thường Châu, ngoại ô thành phố Ngô Châu, Quảng Tây bị vỡ vào sáng sớm ngày thứ Năm, lúc 19 giờ tối. Tuyến phòng thủ thứ hai sửa chữa tạm thời đã không thể ngăn lũ xung quanh làng Long Hóa. Khoảng 10.000 hectare đất nông nghiệp bị ngập lụt, hiện hơn 3.000 người đã được sơ tán khẩn cấp, không xảy ra sập nhà hay thương vong. Từ 23 giờ đêm ngày thứ Tư đến 9 giờ sáng ngày thứ Năm, khu vực nội thành Trùng Khánh có mưa lớn. Lượng mưa tại khu vực Sa Bình Bá của Trùng Khánh lên tới 210mm, khiến một số ngôi nhà bị ngập, một số tuyến đường bị gián đoạn, 4 hồ chứa nước tràn bờ. Sau khi hứng chịu trận mưa lớn, toàn quận Sa Bình Bá đã huy động khẩn cấp và ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4. Tất cả các đường phố, thị trấn và các phòng ban liên quan đồng loạt đưa ra các phương án phòng chống lũ lụt tương ứng để nhanh chóng di chuyển và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng. Tính đến sáng ngày thứ Năm, 50 chiếc lều và 200 bộ quần áo đã được tổ chức để giải quyết tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Và khoản trợ cấp 30 nhân dân tệ mỗi người mỗi ngày đã được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Các bộ phận liên quan đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra thảm họa kiểu lưới kéo, tập trung điều tra các khu vực bị ảnh hưởng nặng, vùng trũng thấp, khu vực bị ảnh hưởng động đất, cầu đường, nhà rột nát, trường tiểu học, trung học cơ sở, quan trắc 24/24 giờ đối với từng hồ chứa, ao hồ trên núi và nguồn nước tại các hồ chứa trong các khu vực trọng yếu, khu vực nguy hiểm được thiết lập cảnh báo, phát hiện nguy hiểm để xử lý kịp thời. Theo các báo cáo, thời gian qua Quảng Đông liên tục hứng chịu mưa lớn đến mưa xối xả, dông lốc và gió giật mạnh cũng xảy ra ở một số khu vực. Một số khu vực đã bị ảnh hưởng. Đến 16 giờ ngày thứ Năm, toàn tỉnh có tổng cộng 5,96 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 26 người chết, 18 người mất tích. Mưa lớn còn làm sập 4.900 ngôi nhà. Thiều Quan, Huệ Châu, Đông Quan, Thâm Quyến và các thành phố khác ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Vào ngày thứ Năm, một số khu đô thị Nhạc Xương và Thiều Quan từng bị ngập lụt do đỉnh lũ ở sông Bắc Giang đã rút. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác nạo vét đường, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đỉnh lũ của sông Bắc Giang đã vượt qua dự án bảo tồn nước Phi Lai Hạ ở Quảng Đông một cách an toàn vào hôm thứ Năm và áp lực kiểm soát lũ của sông Bắc Giang đã giảm bớt. Đỉnh lũ của sông Tây Giang đi qua thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông vào cùng ngày và thành phố Triệu Khánh đã đưa ra ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 3 cấp. Được biết, vào tối cùng ngày, đỉnh lũ đã vượt qua các quận Phượng Hải và Đức Khánh ở Triệu Khánh. Ngoại trừ một số con đường trũng thấp bị ngập, đoạn Triệu Khánh của sông Tây Giang bờ kè sông không có mối nguy hiểm nào. Thưa quý vị, lượng mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây ra thảm họa lũ lụt lớn tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, nằm ở thượng nguồn sông Tương Giang. Dân số thành phố bị ảnh hưởng lên tới 2,065 triệu người. Và hôm thứ Năm, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã tổ chức một hội nghị về phòng chống lũ lụt để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt ở nhiều nơi nhằm đáp ứng đợt mưa lớn mới từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật và đỉnh lũ tiếp theo ở thượng lưu sông Tương Giang. Trước đó, toàn thành phố Vĩnh Châu hứng chịu mưa to đến rất to, xảy ra mưa xối xả cục bộ. Nhờ được cảnh báo sớm và làm việc tích cực của chính quyền địa phương các cấp, hơn 280.000 người đã được di dời và tái định cư khẩn cấp. Mưa lớn không gây thương vong, hồ chứa và đập không bị vỡ, nhưng thiên tai đã gây ra thiệt hại nặng nề. Tất cả 13 quận và huyện trong thành phố đều bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hai khu đô thị và 7 thị trấn của quận bị ngập lụt. Hơn 60.000 ngôi nhà trong thành phố bị hư hại, trong đó có 15.558 ngôi nhà của 4.966 hộ gia đình bị sập. Dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa to đến rất to ở phía Nam Sơn Nam trong thời gian tới.